Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia một chương trình iGroup nhận 50k top cần có ký hiệu là Sofibit nha các bạn. Thì để tham gia ngày hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình, các bạn mở link form các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join vào kênh Telegram của dự án Sofibit nha các bạn. Trên Telegram thì các bạn bấm join vào ngay các bạn. Hiện tại có 9888 member các bạn tham gia, rồi bạn mới đáp lại các bạn. Sau khi bạn mới đáp lại, bạn nhấp vào ba chữ bên cùng nè, các bạn vào setting. Tất cả các bạn copy cái username của mình chỗ này nè các bạn. @anh1133 nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp trả lời cái link form nè các bạn. Các bạn điền vào đây nha các bạn. @anh1133. Tiếp tục thì trên Twitter các bạn follow, like và tăng 3 người bạn vào nha các bạn. Trên Twitter thì bạn bấm theo dõi nè bạn. Thì mình cũng đã test chat qua thì ở trên Twitter cũng có nguồn người góp nè bạn, chứ không phải là dán fake. Rồi các bạn chỉ việc like và tweet nha bạn. Like nè, chỉ dán như tweet nè các bạn. Sang máy sao đơ quá ta. Rồi các bạn chỉnh dẫn như tự quyết như tất cả các bạn. Rồi các bạn tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. Các bạn gõ @ thì hiện những người bạn của mình, các bạn bấm test lại nè. Rồi sau khi bấm test lại thì bạn bắt up lên nè. Các bạn điền tiếp tục là cái username tờ Twitter của mình. Các bạn mở tờ Twitter của mình ra thì sẽ thấy được cái username tờ Twitter của mình nha các bạn. @anh4số1. Ôi cộng win chứ. Các bạn chờ xíu nữa mà. Win cộng win VN9. Rồi tiếp tục. Cái mục invite by này thì các bạn điền giúp mình là @anh1133 nha các bạn. Rồi một username Twitter này thì các bạn điền Twitter của mình, username Twitter của mình cộng win VN9 VN9. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain S20 nha các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain mình, các bạn có thể dùng địa chỉ với Sofiban với MetaMask ETH, MetaMask trên chocolate trên ETH trên với MetaMask tích hợp mạng BNB Smart Chain vào các bạn. Rồi các bạn việc bấm vào nút submit gỡ ra xong rồi tất cả các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 50 token Sofibit. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.